Hello mọi người, cơ sở bên em hôm nay lên được một số vòng gỗ bách xanh Mộc Châu nhé mọi người, chuẩn bách xanh Mộc Châu. Và đặc biệt hơn nữa là cơ sở em làm những cái vòng bách xanh này là hàng chìm nước, tinh dầu nhiều. Bởi vậy là ai có cần nhu cầu về những dòng gỗ bách xanh, hàng chìm nước, chuẩn hàng Mộc Châu thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình. Và đây là kênh chính thức của em, và bên em chuyên cung cấp những dòng gỗ quý, hàng vòng tay gỗ quý. Nó có đủ loại hết mọi người, từ cả xưa tới bách xanh, rồi ngọc am, rồi nu ngọc am, nu huyết long, hoặc là những dòng gỗ quý như là mộc liên hoa, hoàng hoa lê, trắc, muôn cẩm. Nói chung tất cả các loại dòng gỗ để đeo tay nhé mọi người. Bởi vậy là ai có nhu cầu cần những dòng gỗ thơm và những dòng gỗ quý, kể cả hoàng đàn em cũng có nhé mọi người. Đó, đó, thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình là 0962 145 825. Và đặc biệt video này em nhắc tới là cái dòng gỗ bách xanh. Cơ sở em sản xuất gỗ bách xanh có đủ size từ 12 đến 20 ly là cái hàng phổ thông và trung bình mọi người hay đeo. Bởi vậy là ai có nhu cầu cần dòng gỗ bách xanh hàng chìm nước này cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại trên màn hình nhé mọi người. Video này em kết thúc tại đây. Bởi vậy ai yêu thích dòng gỗ bách xanh mùi thơm tựa mùi nước hoa thì hãy liên hệ trực tiếp với em nha mọi người. Hàng chuẩn chất lượng. Đó, đen xì luôn. Đó. Video của em tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ em, đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.